Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, khi theo đuổi một cô gái, có một cái sai lầm rất lớn của rất nhiều người đàn ông, đó là thay đổi bản thân mình để lấy lòng được cô gái đó. Thay đổi là cần thiết, nhưng vì sao mình lại nói đó là sai lầm? Bởi vì nếu thay đổi để tốt cho bản thân bạn, thì nó có ý nghĩa rất lớn trong cái việc hoàn thiện con người của chính bạn. Bạn phải nghĩ rằng là thay đổi đó là tốt cho mình. Còn nếu bạn nghĩ thay đổi để tốt với cô gái thì bạn đã sai. Vậy thì đàn ông phải làm gì khi mà không muốn thay đổi bản thân chỉ vì một cô gái? Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn điều này nhé. Khi thích một cô gái, cái đầu tiên đàn ông muốn tìm hiểu đó là cô gái đó thích mẫu người như thế nào. Đàn ông muốn biết điều này là để thay đổi cho phù hợp với nhu cầu và sở thích của cô gái đó. Nhưng về cơ bản, các bạn không biết nên thay đổi cái gì. Và sai lầm rất lớn là các bạn đã thay đổi cả ưu điểm của bạn. Khi bạn thay đổi bản thân vì một cô gái, thực chất là bạn đã đánh mất đi cái giá trị cốt lõi của bạn. Nó thiếu đi sự quyến rũ của bạn. Và kết quả là sẽ phản tác dụng. Bởi vì sao ạ? Vì những cái tính cách hình thành và phát triển cùng với quá trình hoàn thiện bản thân là vô cùng quan trọng. Có thể là nó không phù hợp với cô gái này, nhưng nó lại là cái điều mong muốn ở những cô gái khác, đúng không ạ? Không thay đổi bản thân không có nghĩa là bạn không nhìn ra những cái nhược điểm cơ bản của mình. Nếu là nhược điểm mà ai cũng nhìn thấy thì bạn phải thay đổi. Nhưng thay đổi đó là để tốt cho bạn. Mình ví dụ, nếu bạn nghiện thuốc lá và cô gái không thích bạn hút thuốc. Rõ ràng gần như tất cả phụ nữ đều không thích đàn ông hút thuốc vì nó có hại cho sức khỏe. Nếu cô gái mà bạn đang theo đuổi không thích bạn hút thuốc thì bạn phải tìm cách để bỏ thuốc. Đây là thay đổi bản thân có giá trị. Bạn phải nhớ rằng là thay đổi này chỉ một phần là vì cô gái, còn lại là vì chính bạn. Bạn muốn bảo vệ sức khỏe của bạn là động lực chính, chứ không phải là hoàn toàn vì cô ấy mà bạn mới thay đổi. Cô ấy chỉ là chất xúc tác thôi. Thay đổi khuyết điểm của bản thân là cách có thể nhận được sự ưu ái của các cô gái. Đồng thời cũng là cơ sở để các cô gái dần thích nghi với bạn. Tuy nhiên, mấu chốt thực sự mà mình muốn chia sẻ là hãy để cô gái thích nghi với thế giới của bạn. Đây chính là điểm khiến cho cô ấy phải lòng bạn. Và nếu bạn muốn một cô gái thích nghi với thế giới của bạn, thì bạn phải biến ưu điểm của mình thành thói quen của cô ấy. Tức là gì ạ? Bạn không nên thay đổi bản thân vì một cô gái mà hãy khiến cô ấy thích nghi với bạn. Thực ra, khi một cô gái đã yêu và thích một người đàn ông thì những cái khuyết điểm mà anh ta có không còn quan trọng với cô ấy nữa. Cô ấy sẽ chấp nhận hết. Nhưng làm thế nào để cô ấy thích nghi với con người bạn, bao gồm cả ưu điểm và khuyết điểm, mới là điều đáng phải bàn. Đặc điểm của con gái khi yêu đó là bạn trai phải là một người hoàn hảo. Cô gái nào cũng vậy. Dù là cô ấy có xinh đẹp hay là bình thường, giá trị cao hay là giá trị thấp, thì cô ấy đều muốn bạn trai là đối tượng hoàn hảo. Đó là cái ước mơ. Và chẳng ai đánh thuế ước mơ cả, đúng không ạ? Vậy thì vì sao đàn ông cứ phải chạy theo cái ước mơ phù phiếm đó của con gái? Và vì sao phải thay đổi ngay cả những cái ưu điểm của bản thân mình để mà phù hợp với cô ấy? Bây giờ chúng mình hãy đặt ra câu hỏi: tại sao bạn không nên cố gắng thay đổi bản thân vì con gái? Chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ của các cô gái. Như mình đã nói ở trên, trong lòng mỗi cô gái đều có một đối tượng hoàn hảo. Nhưng đối tượng hoàn hảo này là do các cô gái tưởng tượng ra. Hay nói cách khác là
đối tượng đó chỉ xuất hiện trong sự ảo tưởng của con gái, mà chưa chắc cô ấy đã tìm thấy trong thực tế cuộc sống. Ví dụ, cô ấy muốn có một chàng trai vừa giàu có, vừa quan tâm, vừa có trách nhiệm. Nhưng thực tế, cô ấy có kiếm được một chàng trai như thế không ạ? Không có. Vì trong thực tế cuộc sống, người có cái này thì thiếu cái kia. Ước mơ luôn hoàn hảo, nhưng con người thì không ai hoàn hảo mọi thứ. Ai cũng có khuyết điểm. Và ngay cả khi chúng ta có ưu điểm thì người khác cũng chưa chắc thích cái ưu điểm của chúng ta. Có những người không thích ưu điểm ở người khác bởi vì đơn giản con người luôn ganh ghét nhau, luôn không thích người khác hơn mình. Vậy thì rõ ràng bạn không thể thay đổi bản thân mình vì một người, bởi vì khuyết điểm đối với người này có thể là ưu điểm đối với người khác. Trừ những cái khuyết điểm mang tính phổ biến cao thì buộc bạn phải sửa chữa. Nhưng những cái thuộc về cá tính thì đó không phải là khuyết điểm, mà đó là điểm hấp dẫn ở đàn ông đối với phụ nữ. Vì bạn là người thực tế nên hãy dùng những cái kinh nghiệm thực tế của mình để khiến cô gái cảm nhận được sự quan tâm của bạn. Nếu bạn vượt qua, bạn sẽ trở thành người duy nhất trong lòng cô ấy và sẽ khó có người nào mà thay thế bạn trong tương lai. Bởi vì đối tượng hoàn hảo trong lòng cô ấy chính là bạn. Khi theo đuổi một cô gái, đừng vì mục đích mà theo đuổi. Bạn cần duy trì sức hấp dẫn của bản thân mọi lúc. Đây chính là cái điểm mấu chốt trong kỹ năng tán tỉnh, chinh phục con gái. Trong thực tế, nhiều chàng trai đánh mất bản thân sau khi theo đuổi con gái. Vì thế mà mọi động thái của một cô gái sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ của anh ta. Suy nghĩ của anh ta sẽ rối tung lên. Cuối cùng, việc theo đuổi là một mớ hỗn độn. Ví dụ như là đàn ông luôn chú ý thái độ của cô gái, xem là cô ấy thay đổi thế nào, cô ấy buồn hay vui, thích hay không thích điều gì. Cho nên khi mà cô ấy bất ngờ không trả lời tin nhắn, hay là không nghe máy, không đồng ý gặp mặt, thì đàn ông trở nên hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Các bạn thân mến, một chàng trai có bản lĩnh và tư duy cao sẽ duy trì một tư tưởng rõ ràng trong suốt quá trình theo đuổi cô gái. Điều này sẽ giúp cho chàng trai đó không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô gái và sẽ thúc đẩy sự phát triển tình cảm một cách ổn định, không bị rơi vào trạng thái như là tương tư quá mức hay là đau khổ vì thất tình. Đàn ông cần hiểu một chân lý rằng bạn là bạn. Khi bạn sống hết mình, đó là cách thể hiện sức hấp dẫn lớn nhất của bạn. Trong nhiều trường hợp, một mối quan hệ có tốt đẹp hay không còn phụ thuộc vào độ chính xác, thuyết phục trong hành vi của các chàng trai đối với con gái, các bạn nhé. Và mình muốn nhắc lại điều mình muốn nói trong video này là đàn ông đừng cố thay đổi bản thân chỉ vì một người, mà hãy khiến người ấy thích nghi với con người của bạn, các bạn nhé. Chủ đề ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và bình an. Tạm biệt các bạn.